Bạn đây đang cần tìm sản phẩm sữa dưỡng thể có mùi thơm mà thành phần chất lượng không gây kích ứng. Vậy thì không thể bỏ qua gợi ý sữa dưỡng thể Bạc Body Works có thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Dòng sản phẩm này có nhiều loại đa dạng tương ứng với các mùi riêng biệt mà mùi nào cũng mang được ấn tượng rất riêng. Dùng sữa dưỡng thể Bạc Body Works rất thư giãn vì như dùng nước hoa hay body mist nhẹ nhàng vậy. Ngay sau đây hãy cùng khám phá cụ thể ba loại được săn đón nhất thôi nào, chắc chắn nàng phải mê ngay đấy. Đầu tiên là sữa dưỡng thể Bạc Body Works Art do biết cho giới mùi hương rất biển, vô cùng tươi mát, ngọt nhẹ lại thoang thoảng mùi cam lẫn xạ hương và khá thư giãn. Thành phần chính của loại này là si bát tờ bơ, hạt mỡ và dầu dừa. Nghe qua tên hai thành phần thì có lẽ bạn cũng đoán được em này có công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời thế nào rồi đúng không nào? Dù cho trên da có những chỗ trước giờ khó dưỡng thể hoặc dùng không có tác dụng như củ chỏ, đầu gối, vùng da cổ, thì ngay khi dùng Art Biết bạn sẽ phải bất ngờ đấy. Các nếp nhăn khô và vết rạn cũng nhanh chóng biến mất nếu bạn chăm chỉ sử dụng. Tiếp theo là sữa dưỡng thể Bạc Body Works Perfect Peony. Bạn nào thích mùi của gỗ và thảo mộc thì đây là sự lựa chọn khiến cho các nàng phải mê như điếu gỗ đấy. Ấn tượng nhất là mùi của gỗ đàn hương và cái mùi ngọt rất riêng ở loài hoa mẫu đơn mới nở. Ngoài ra còn có sự kết hợp ăn ý của thành phần dầu tảo và vani nữa đấy. Nhẹ nhàng thoa lên da, vừa cảm nhận độ mút và mịn màng của làn da rất dễ chịu, chất thẩm thấu nhanh chóng nên bạn không cần lo là bị dính lại vào quần áo đâu nhé. Đây cũng là điểm ưu việt của hầu hết các sản phẩm của thương hiệu Bạc & Body Works. Cuối cùng gọi tên sữa dưỡng thể Bạc Body Works Rose Water IV. Bạn nào thích mùi hương mát dịu nhẹ nhàng, mùi không quá ngọt mà có thể cho cảm giác thuần khiết thì chọn mùi này là vô cùng hợp ý đó nha. Mùi được kết hợp giữa hoa hồng, gỗ đàn hương và cây thường xuân rất lạ mà cũng nhẹ nhàng nữa, nhưng sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại được. Sản phẩm được tăng cường bơ hạt mỡ cùng dầu jojoba có tác dụng kiềm dầu và cân bằng ẩm siêu hiệu quả. Đảm bảo chỉ sau một vài lần sử dụng, bạn sẽ phải bất ngờ về sự thay đổi đấy. Kết thúc một ngày bằng sự ngọt ngào và dịu dàng thế này và cho mình một giấc ngủ ngon thật tuyệt nàng nhỉ. Và cho dù là mùi nào đi nữa, nếu bạn vẫn còn phân vân thì cũng hãy cho bản thân cơ hội được trải nghiệm một trong những dòng sản phẩm quá ư là chất lượng thế này nhé.